Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn cái cách cài đặt cái dịch vụ bắt gói tin. Thì cái dịch vụ này có thể bắt được cái gói tin. Ví dụ như bây giờ chúng ta từ cái máy này chúng ta đăng nhập vào một máy chủ mail nữa. Thì khi chúng ta đăng nhập vào với cái tài khoản là username password chẳng hạn, tôi lấy trường hợp đơn giản. Thì khi chúng ta đăng nhập xong thì nó sẽ có một gói tin nó gửi đi tới server. Ví dụ tôi đã đem máy client, đây là máy server. Thì cái máy client này nó sẽ gửi gói tin có username, thông tin username password tới máy server. Thì khi chúng ta gửi đi thì có thể là chúng ta cài dịch vụ, chúng ta sẽ bắt cái gói tin đó lại, bắt cái gói mà có cái username password đó lại. Thì chúng ta bắt như vậy thì nó sẽ bắt lên cái cặp mạng đó các bạn. Khi qua cái cổng cặp mạng chỉ trong máy LAN này gửi đi thì bị cái phần mềm chúng ta bắt chặn lại. Thì bắt lại được xong chúng ta có thể dịch, chúng ta sẽ đọc được cái tài liệu đó luôn, tài liệu là password hoặc là username đó. Nhưng mà thông thường là khi chúng ta những gói tin nó gửi đi thì nó thường bị mã hóa, cho nên chúng ta sẽ dùng một số trường hợp đơn giản đến đây mã hóa, chúng ta dịch ngược cái mật khẩu lại được. Thì cũng một số trường hợp dịch được, dịch ngược được cái mật khẩu đó lại cho chúng ta đọc được, nhưng một số trường hợp thì dịch không được. Như vậy thì tôi sẽ làm các bạn chỉ chú ý để chúng ta học cái dịch vụ bắt gói tin. Thì ở đây thì tôi có chuẩn bị hai cái máy ảo, tôi cài cái phần VMware. Một cái là 2.8 tôi dùng làm server, một cái là 2.3. Thì khi mà 2.8 này tôi dùng cái lệnh để gửi gói tin tới đây, thì lập tức tôi dùng gói 2.3 là tôi cài để bắt gói tin, tôi bắt gói tin từ đây tới đây. Thì chuẩn bị chúng ta làm thì để nhanh hơn thì tôi có thể cài hai cái máy này rồi và tôi khởi động cho nhanh. Thì trước tiên tôi sẽ kiểm tra hai cái máy này cho thông mạng trước, tôi phóng lớn bạn xem. Tôi kiểm tra máy 2.8 này với máy 2.3 là chúng thông mạng. Sau khi tôi biết cài dịch vụ gói bắt gói tin xong, trước tiên cái máy này tôi đặt cái IP của nó. Rồi thì cái máy 2.8 này tôi sử dụng một cạc LAN này để tôi liên lạc với máy 2.3 này. Trước tiên cái máy này tôi cài IP trước, cài IP thì máy này tôi cài trên version 4, nó là 10.0.0.1. rồi tôi cài xong. Rồi sang máy 2.3 này tôi cũng cài IP cho nó luôn. Nó là 10.0.0.2. Bây giờ tôi dùng hai máy này tôi ping để tôi kiểm tra trên thông mạng chứ. Rồi, như vậy thì từ cái máy 2.3 này tôi ping lên máy này đã thông. Và bây giờ tôi ping lại, tôi dùng máy từ 2.8 tôi ping qua 2.3. Đấy. Như vậy thì các bạn thấy nó đã thông mạng với nhau không? 2.8, 2.3 thông mạng với nhau rồi. Rồi, sau khi nó thông được rồi thì bắt đầu tôi sẽ đứng trên cái máy tôi sẽ đứng trên cái máy 2.3 này tôi cài dịch vụ bắt gói tin, hoặc là tôi đứng trên máy nào cũng được các bạn. Hai cái này không nhất thiết phải đứng trên server. Một số người có thể là nhất thiết đứng trên máy 2.8 để bắt gói tin, hoặc đứng nhất thiết đứng 2.3, cái đó là không được. Chúng ta có thể đứng bất cứ vị trí nào chúng ta bắt gói tin. Ví dụ bây giờ tôi đứng ở máy 2.8 này tôi cài đặt, thì tôi sẽ bắt được gói tin là từ 2.8 này gửi đi thì sẽ bị cái phần mềm này nó bắt gói tin lại các bạn. Còn nếu như bây giờ tôi đứng trên 2.3 tôi cài, thì cái máy này, cái máy 2.3 này này, từ trong máy này mà gửi gói tin ra ngoài lập tức sẽ bị tôi bắt lại. Như vậy tôi đứng từ máy, ví dụ chút mà tôi sẽ gửi một gói tin tới 2.3 này, thì tôi sẽ giữ đứng, tôi bắt gói tin trong cái máy 2.8 này gửi đi thì bị tôi bắt lại. Thì trước tiên tôi cài dịch vụ WinCAP chứ tôi. Rồi, sau khi tôi cài xong tôi sẽ cài tiếp phần mềm để bắt gói tin. Đây là chính phần mềm. Tôi tạo cái icon đúng không ạ, tạo icon để top luôn. Thì bây giờ tôi sẽ, ví dụ bây giờ từ cái gói 8 này mà chuyển dữ liệu sang đây, chuyển một gói tin nào đó thì làm sao chúng ta bắt được, thì chúng ta sẽ cài cái dịch vụ này. Bắt như thế nào chúng ta phải chú ý nha. Đây là bước tư vấn, bước đó, cài đặt.
chứ tôi chưa có xài cái việc là bắt đầu tiên. Muốn bắt được thì chúng ta phải cài đặt cái phần mềm chứ các bạn. Nếu như máy chút nữa rồi máy này gửi có tin đi thì bị chúng ta bắt lại, hoặc là máy từ bên này mà gửi có tin sang thì cũng bị chúng ta bắt lại ha. Chúng ta bắt như thế này thì chúng ta phải chú ý. Và đồng thời chúng ta một số bạn cũng hỏi là bây giờ cái bắt có tin này thì nó bắt như thế nào, mà làm sao chúng ta biết nó bắt được, chúng ta cài nó có ý nghĩa gì. Đó là một số câu hỏi các bạn thường đặt ra. Rồi, finish ha. Rồi, sau khi cài xong thì các bạn phải có biểu tượng bên cạnh này. Quay xe đây ha. Quay xe. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt. Ví dụ bây giờ tôi dùng một cái lệnh các bạn. Tôi dùng từ cái máy này. Windows R, từ bin. Từ bin từ cái máy này, từ bin lên đây. Thì có phải là đang gửi một cái gói tin là bin từ máy 203 tới đây. Thì chúng ta đứng trên máy này, chúng ta làm sao chúng ta biết được là nó đang gửi gói tin nó đi. Thì chúng ta phải dùng một lệnh này, chúng ta cài phần mềm dùng, chúng ta kiểm tra. Đây, thì khi chúng ta cài xong các bạn thấy thì nó đã nên sẽ có một cái mục là giao diện cái list. Thì chúng ta bấm vào đây chúng ta xem. Thì khi chúng ta bấm vào cái mục list đó các bạn, thì nó sẽ cho chúng ta một cái giao diện như thế này. Nó giao diện này. Chúng ta đang có cái cặp mạng đây. Thì nó hỏi là cái cặp mạng nào đang đang hoạt động thì nó sẽ chạy thông số đây các bạn này. Rocket này. Thì nó đang chạy thông số, tức là cái cặp này đang có cái dịch vụ gửi gói tin đang đang hoạt động. Thì chúng ta sẽ kiểm tra nó coi nó gửi gói tin như thế nào. Thì chúng ta check chọn vào đây này. Xong chúng ta muốn bắt gói tin của cặp này thì chúng ta chọn gói tin ra, tức là gói tin từ trong ra hoặc từ ngoài vào qua cặp này thì bị chúng ta bắt hết. Chúng ta chọn nút Start. Khi chúng ta chọn nút Start xong thì đã chúng ta biết là cái máy mà gửi gói tin tới máy của chúng ta là máy nào. Thì chúng ta chú ý ở đây cái mục sổ này, đã chúng ta biết thì bên kia này, có một cái máy máy sổ của chúng ta này, chúng ta biết tôi stop đi, tôi stop lại để cho nó ngừng hoạt động cho các bạn thấy dễ thấy hơn. Kéo trên cùng thì anh bác chúng ta biết là cái máy sổ, tức là cái máy nguồn đó các bạn, ở đây này, cái mục này là số thứ tự thôi, số lần gửi, gửi lần 1, 2, 3, 4, 9, 10 này không? Đây là cái thời gian gửi gói tin. Và cái sụp này này, tức là cái máy chủ đầu đang gửi từ cái máy này, từ cái máy là 10.0.0.2 đang gửi máy tin gói tin tới máy đích là máy 10.0.0.1. Và đang sử dụng cái giao thức này ha. Rồi, cái chiều dài của gói tin và đang sử dụng cái gói tin info là thông tin. Thông tin là gửi gói tin tới đây. Rồi khi mà chúng ta gửi gói tin thì nó sẽ request. Đó. Request tới cái đây. Và với hạn là 128 bit thì cái máy mà cái máy nhận được, tức là cái máy 10.0.1, tức là máy chủ của chúng ta, máy 208 là nó cũng có cái thời gian như thế này. Nó nhận được gói tin từ cái, đây là máy chủ của chúng ta sẽ nhận được gói tin từ máy này. Đó. Thì cái nó khi nó nhận xong rồi thì nó sẽ reply, tức là nó trả lời lại. Request tức là máy gửi, nó sẽ gửi tới đây thì chúng ta sẽ trả lời lại bằng cái lệnh request. Rồi sau khi chúng ta đã chọn xong rồi thì chúng ta biết được như vậy, đây là như vậy mục đích đầu tiên chúng ta là biết là cái máy nào là máy gửi gói tin, máy nào là máy nhận gói tin. Gửi đi và nhận lại xong thì nó sẽ là trả lời, là máy thứ hai này nó sẽ trả lời lại. Rồi và thông thường thì kiểm tra gói tin thì nó chỉ kiểm tra những máy mà như gói tin là bị lỗi thì nó bị báo lên thôi, chứ mấy những gói tin mà đã kết thúc một cái finish rồi thì nó khỏi ha. Nó không kiểm tra là tại vì gói tin nó gửi thành công, không bị lỗi gì cả. Thì chúng ta gửi gói tin này nó cũng sẽ biết được là chúng ta kiểm tra có lỗi hay thành công hay không thành công. Thì chúng ta xem dưới đây các bạn ha. Tiếp tục như vậy thì cái mục trên này có ý nghĩa là như vậy ha. Biết được máy nguồn, máy đích, thời gian gửi gói tin, request, relay ha. Đó. Và độ dài của cái tự header của nó, header ha. Gửi gói tin. Rồi và đồng chúng ta sẽ xem dưới đây. Giờ chúng ta xem một đầu tiên, chúng ta nhấp vào cộng số ra. Thì đây là một số thông số, cái thời gian chúng ta thì có báo chi tiết hơn. Đây là ngắn gọn, đây là mô tả. Interface giao diện này.
Rồi cái thời gian rocket nó gửi cái tín ha, thời gian các bạn này. Đây này. Đó. Rồi cái chiều dài ha, chiều dài ký tự và cái số chuyển hóa. Chúng ta tiếp luôn. Các bạn đọc này. Thì những gói tin như vậy thì các bạn thấy là được mã hóa ở đây. Mã hóa dữ liệu rồi. Chiều dài ưu tiên này. Đó. Và chúng ta gửi thì nó có thể còi ưu tiên, trường hợp này không có còi ưu tiên các bạn nhé. Đó. Và chúng ta gửi version 4 chiều dài 24 ký tự cờ không có còi ưu tiên nhé. Thông thường mỗi cờ với ưu tiên này F một K gì đó có còi ưu tiên thì không có, đây là không còi ưu tiên nha. Đây là cái cờ này, lá của cái cờ này có thể gắn còi ưu tiên thì này nó không có. Thì chúng ta phải tìm, muốn tìm hiểu thì chúng ta là có ưu tiên thì chúng ta phải gõ mạnh ra xem. Đó, chiều dài 188 10. Đó, đây là MB chúng ta đang gửi dịch vụ là version 4. Rồi, như vậy thì chúng ta gửi xong chúng ta có thể xem. Thì bây giờ chúng ta có thể, một số trường hợp đây là link page chúng ta không thể xem được, nhưng một số những khác chúng ta xem được. Đó là bắt ưu tiên là như vậy các bạn. Rồi, chúng ta muốn xem thông thường là các bạn hay dùng dịch vụ web chẳng hạn, thì các bạn này gọi là http chẳng hạn, http nếu như nó có chúng ta enter thì nó tìm được, còn nó không có thì http thì thông thường chúng ta giao tiếp với web với internet, thì tôi sẽ trả các bạn quay về đây chúng ta bắt cái tin của internet, đó là bắt cái tin của mạng LAN. Bây giờ chúng ta sẽ bắt cái tin của internet bằng cách nào? Thì ví dụ tôi dùng cái máy 2.8 đi, tôi dùng 2.8 tôi liên lạc với ngoài, tôi gọi đây các bạn. Nếu như vậy thì tôi dùng cái máy bên ngoài để liên lạc thì chúng ta cũng tương tự thôi. Như vậy thì cái dịch vụ bắt đầu tiên chúng ta tức là cái tốc của các bạn, chúng ta kèm dịch vụ chúng ta bắt, nó bắt cái tin nó báo như vậy thôi. Rồi thì đó là cái cách bắt đầu tin. Chúng ta xem được thông số như vậy, biết được máy nguồn, máy đích thông thường là như vậy thôi. Còn chúng ta nâng cao hơn, chúng ta tìm hiểu thêm, bắt có tin lấy mật khẩu như thế nào. Trường hợp này do cái máy này của tôi nó đang bị lỗi rồi. Tôi đang bị cái... Đó. Rồi như vậy là chúng ta đã tra được dịch vụ là bắt có tin từ máy 2.8 gửi tới máy 2.3 như thế nào rồi, gửi qua cặp mạng như thế nào rồi. Thì chúng ta gửi gói tin gói ping, thì gói ping chúng ta biết cho máy nguồn máy đích trả lời, chúng ta xem thông số. Rồi như vậy là cái phần bắt gói tin đây là kết thúc các bạn.